Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi giọng nói ở trên video bằng ứng dụng CapCut mọi người nhé. Để mọi người có thể là chỉnh giọng nói của mình từ giọng đàn ông sang giọng con gái chẳng hạn, hay là từ giọng bình thường sang giọng trẻ con, giọng robot nhá. Thì ai chưa biết thì xem hết cái video này mọi người nhá. Đầu tiên để có thể là thay đổi được cái giọng nói của mình trên ứng dụng CapCut này thì mọi người phải tải cho mình cái ứng dụng CapCut nhá. Sau khi mọi người tải xong ấy thì mọi người sẽ mở cái ứng dụng CapCut lên. Mọi người sẽ vào cho mình cái mục là dự án mới này và thêm cái video mà muốn chỉnh sửa giọng nói vào ví dụ ở đây mình sẽ thêm cái video này và mình sẽ ấn thêm vào để có thể là thay đổi được cái giọng nói thì mọi người sẽ chọn vào video này và mọi người sẽ tìm đến cho mình cái mục là hiệu ứng giọng nói này nhá mọi người sẽ chọn cho mình mục là hiệu ứng giọng nói này thì ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái hiệu ứng như kiểu là cơ bản này vui tính này cổ điển này nhiều lắm mọi người nhá mọi người thích cái nào thì mọi người chọn nhá ví dụ ở đây mình sẽ cho tiếng cái này, này để mình nghe rồi bây giờ mình sẽ thử chọn ra giọng này chẳng hạn này Đấy, ui, cái giọng này không nghe cái gì luôn mọi người ạ đó thì đó thay đổi mọi người thấy rất đổi thay đổi chưa nhưng mà mỗi tội là không nghe cái gì thôi nào xem nào nghe nào đó thì mọi người đã thấy giọng nói của mình thay đổi nhá thì đó là mình đã thay đổi uh, giọng nói của toàn bộ đoạn video này trường hợp mà mọi người chỉ muốn thay đổi uh, một đoạn uh, một đoạn nào đó thôi ví dụ bây giờ mình sẽ ấy đây mình sẽ bỏ cái này đi mình sẽ quay lại này rồi ví dụ trường hợp ấy mọi người edit video ấy thì mọi người muốn nhấn mạnh một cái đoạn video đó thì mọi người mới thay đổi cái đoạn giọng nói đó thôi thì mọi người sẽ tách nó ra đây mọi người sẽ chọn vào video này và ấn quay ra à đây chọn video ấn tách này ví dụ mình muốn thay đổi giọng nói từ đây và đến đây là mình không muốn thay đổi giọng nói nữa thì mình sẽ tách tiếp và mình chỉ muốn thay đổi giọng nói đoạn này thôi thì mình sẽ chọn vào đoạn này và mình sẽ chọn đến cái mục là hiệu ứng âm thanh hiệu ứng âm thanh đây à, hiệu ứng giọng nói chứ hiệu ứng giọng nói và mình sẽ chọn những cái giọng nói ở đây để mình uh, thay đổi thì có rất nhiều kiểu giọng nói mọi người có thể là uh, nghe hết để xem giọng nói là phù hợp để mọi người edit cho đoạn video của mình nhá chỉ đơn giản vậy thôi ví dụ mình sẽ chọn đoạn này kích vào đây đây đó thì nó chỉ thay đổi cái giọng nói của đoạn này thôi nhá đoạn này thì mình lại chưa nói cơ đấy mọi người thấy không và đoạn khác thì nó sẽ không thay đổi này đó Thì sau khi mà chúng ta edit xong Thì mọi người sẽ kéo xuống phía dưới cho mình Mọi người sẽ thấy phần kết này Mọi người sẽ chọn phần kết và mọi người Muốn xóa thì xóa đi nhé Vì nó sẽ có cái kép cắt đây mình sẽ xóa đi Đó Sau khi mọi người đã thay đổi giọng nói Cho đoạn video của mình xong rồi Thì mọi người xuất ra bằng cách là chọn cho mình vào Mục là 1080B này Kéo cho lên Max Frame cho nó mượt mà nhất Và chọn tiếp cho mình vào cái này Để xuất ra thì đây đang xuất nhá thì mọi người chờ sau khi nó xuất xong ấy thì đoạn video của mọi người đã được thay đổi giọng nói mọi người nhá như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách thay đổi hay là điều chỉnh giọng nói của cái đoạn video ở trên cái ứng dụng CapCut mọi người nhá mọi người xem video mà thấy hay thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like một chia sẻ một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người bye bye